Rồi, ok, xin chào anh em. Tiếp tục đến với video về tân OMG 3Q. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 của series về map ẩn trong tựa game này nha. Ở trong cái phó bản của chúng ta hiện tại mình đang chạy đến cái phó bản thứ 34 rồi. Và trước là chúng ta đang chạy ở cái phó bản thứ 19 để mà tìm được cái map ẩn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành tiếp theo đến các cái khu vực map tiếp theo mà có được cái map ẩn nha. Và chúng ta sẽ đến với cái chương thứ 23. 20, 21, 22 không có map ẩn này. 23 chúng ta đến với cái map thứ 23. Vào cái map thứ 23 và chúng ta sẽ chạy đến các cái khu vực để mà có nhận được cái map ẩn. Và ở cái map 23 anh em chạy đến khu vực này cho mình. Đó, sau đó thì loanh quanh luẩn quẩn ở cái khu vực này là chúng ta sẽ có thể là tìm được cái map ẩn nhá. Nó chỉ loanh quanh ở cái khu vực này thôi. Ơi ông bạn ơi, ông đứng đây thì ông che mất tụi nó làm sao. Đây rồi. Có cái điểm ẩn ở cái map thứ 23 và anh em sẽ vào cái map thứ 23 để mà ăn các cái phần quà ở đây và tiếp tục đấm rương vệ sĩ em nhá. Chiến đấu này. Rồi ok, chúng ta đã chiến đấu thành công. Và anh em lưu ý là không phải là cái map ẩn nào anh em cũng có thể là dễ dàng qua được, mà chúng ta cần phải có cái lực chiến tương ứng thì chúng ta mới có thể là đánh được nha. Chứ còn lực chiến thấp hơn là chúng ta sẽ đánh rất là khó. Và chúng ta nhận toàn bộ cái phần quà đây. Quà thì nó thơm vãi trưởng em ạ. Quà trong cái phần map ẩn này nó không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Số lượng quà cực phê cho anh em mê luôn nha. Bá chủ mạnh nhất. Rồi ok, và đó là cái chương thứ 23. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái map thứ 24. Map thứ 24 của chúng ta cũng sẽ là một cái khu vực có được cái map ẩn, nhưng mà mình đã tìm ra rồi nhưng mà mình vẫn chưa đánh em nhá. Và anh em lại cái khu vực này. Đây, lại cái khu vực này, anh em nhìn map thì anh em sẽ biết ngay cái khu vực nào nha. Đó, ở gần chỗ giả hủ này. Và chúng ta vào luôn cái map ẩn này. Chúng ta sẽ di chuyển sang các cái khu vực ở đây. Ơ, cái map ẩn này mình ăn mất rồi anh em ạ. Cái map ẩn này mình ăn mất rồi còn đâu, tiếc ghê nhỉ. Đấy thì nó là nằm ở cái khu vực đó nhá. Anh em chỉ cần vào đây và chúng ta nhận đánh cái phần quà của cái ải này, của cái mê cung này, của cái map ẩn này. Đó, đấy là ở cái chương thứ 24. Và ở chương 25 chúng ta cũng có một cái khu vực có cái map ẩn. Và anh em hãy chạy đến cái khu vực này cho mình. Đây, anh em di chuyển đến cái khu vực này cho mình nha. Khu vực map ẩn ở cái chương thứ 25 này nó hơi căng. Đây, anh em di chuyển ra cái khu vực này cho mình. Và đây, ở cái khu vực này nó sẽ có một cái map ẩn đó. Ở đây có một cái điểm ẩn và anh em tiếp tục vào cái khu vực ẩn này để mà nhận quà thôi. Di chuyển đến các cái khu vực chương thứ 24 của chúng ta thì nó hơi khó khăn trong cái việc mà có thể là ăn được cái map ẩn, do là màn cái map của nó khá là tối. Chương thứ 24 nó hơi bị tối anh em ạ. Chương 25 thì nó lại sáng hơn. Cái này nó có thể là bỏ qua được thì anh em bỏ qua luôn nhá. Rồi, ơi, chúng ta đã nhận được một con sói cam luôn ạ. Ui, vậy cái cam kim bảo ở đây thì nó lại rất là lớn. Ui, 500 kim bảo luôn. Vãi trưởng. Cho hẳn đến 500 kim bảo. Và hình như là cái map ẩn đây thì nó chỉ chứa mỗi cái con sói này thôi. Và chúng ta nhận được đến 500 kim bảo nha. Và chúng ta đến với cái chương thứ 26 nha. 26 cũng có quà ẩn cho anh em. Đây, cái khu vực map này thì anh em kéo đến cái khu vực này. Lại đây. Rồi, chúng ta có cái map ẩn ở cái khu vực này nha. Và anh em vào cái khu vực này để xem là quà ẩn đây thì nó... Ây, lại một cái quà ẩn rất là ngon. Và chúng ta sẽ đánh cái rương vệ sĩ. Rồi, ok. Anh em không quan tâm đến cái số sao mà chúng ta nhận được. Chúng ta chỉ cần vượt qua được cái ải đó thôi là chúng ta có thể là nhận được toàn bộ cái phần quà trong cái map ẩn này. Và nhận quà thôi anh em ơi. Nhiều những cái map ẩn đánh nó rất là khó và chúng ta không thể nào qua được. Và chúng ta buộc phải nâng cấp cái đội hình lên thì mới có thể là qua được những cái map ẩn khó khăn đó. Chương 27 của chúng ta thì nó sẽ không có nha. Và chúng ta đến với cái chương thứ 28. Chương thứ 28 của chúng ta thì nó nằm ở khu vực này. Đây, anh em lại cái khu vực này cho mình. Đấy, nó ở ngay cái khu vực này thôi. Anh em ấn vào cái điểm ẩn đó và tiếp tục chiến đấu để mà nhận quà. Có rương vệ sĩ và mình nghĩ cái ải này nó cũng hơi căng đó. 202 vạn được chiến cơ mà. Rồi ok, chúng ta đã qua được cái ải này. Và lưu ý là nếu mà chúng ta thua thì chúng ta có thể đánh lại vài lần và kiểu gì nó cũng sẽ win nhá. Kiểu gì nó cũng sẽ win. Nhận toàn bộ các phần quà ở đây thôi. Cây xem có cái quần quà gì không nào. Ây à, quà của nó được 10 mảnh thái sử từ kìa. Ngon phết nhá. Rồi ok, đó là cái khu vực map ẩn tiếp theo. Và chúng ta đến với map ẩn nữa. Đến với cái chương thứ 29. Và ở trong cái chương 29 này cũng sẽ có cái map ẩn. Chúng ta xem lại cái khu vực này cho mình. Rồi, có map ẩn luôn. Và vào luôn cái map ẩn này. Tiếp tục tấn công rương vệ sĩ.
mong là nó sẽ win. Rồi, win được cái ải này. Cái ải này đánh có vẻ rất là dễ dàng em ạ. Tiếp tục nhận phần quà đây. Ngon quá. Tiếp tục này. Nhận quà này. Nhiều quá, nó che hết cả màn hình rồi anh em ạ. Tiếp tục chúng ta có quà. Chúng ta đến với cái chương 30 nhé. 30 cũng có một cái khu vực map ẩn em ạ. Và đây là cái điểm ẩn của cái map 30. Và đây thì hôm qua mình đã có nỡ tay ấn ra được em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tấn công rương vệ sĩ và tiếp tục nhận phần quà ở cái chương 30. Thực sự là cái ải này thì mình không thể nào qua được cái rương vệ sĩ em ạ. Đành phải bó tay với cái rương vệ sĩ ở cái ải này thôi. Và mình sẽ tiếp tục đến với cái khu vực tiếp theo em ạ. Chịu chết luôn, đánh có con sát thủ đánh ở đằng sau, mình không thể nào làm gì được dù cho là mình có đổi cái đội hình bao nhiêu lần nữa. Chúng ta đến với cái chương tiếp theo, đó là chương thứ 31. Và ở cái khu vực này chúng ta lại có thêm được một cái map ẩn nữa anh em ạ. Đây, ở cái khu vực này nha. Rồi, chúng ta vào luôn cái khu vực đó và tiếp tục nhận cái rương thần bí ở đây. Cái rương thần bí ở đây được mở free này. Nhưng mà sao quà nó ít thế nhỉ? Ở cái ải này có vẻ là quà khá là ít này. Không thấy có lính bảo vệ hay là mình hôm nọ đã lỡ tay đánh rồi nhá. Chúng ta tiếp tục đến với cái chương thứ 34 nhá. 32 và 33 không có cái map ẩn và đến chương thứ 34. 34 thì anh em chạy đến cái khu vực này cho mình. Trộn cái con hình xương của khủng long này này. Chạy đến khu vực này và nó nằm ở ngay cái khu vực bên đá này thôi anh em ạ. Đấy, có cái điểm ẩn đây luôn này và anh em vào luôn cái điểm ẩn này nhá. Rồi, ok, chúng ta sẽ tiến hành đến các cái khu vực. Cái map này lại giống cái map ở cái chương thứ bao nhiêu ấy, lại tối om. Rồi, chúng ta có một con kỳ lân ở đây và tấn công kỳ lân. Kỳ lân này có thể bỏ qua được nên chúng ta bỏ qua luôn nhá. Ô, thua hay thắng vậy? Thua anh em ạ, không đánh được. 1.406 vạn được chiến. Không ăn được rồi. Đó, vạn lực chiến cơ mà, 1.406 vạn lực chiến là đánh đến quần què bao giờ thì nó win được. Ôi, nó tấn công thế này thì toang em rồi. 94. Ok, chương 34 này thì tiếp tục là một cái trận mà mình không ăn được nữa anh em ạ. Và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Mình hiện tại thì đánh đến cái chương thứ 34 thôi anh em, chưa có đánh được đến cái chương tiếp theo. Chương 34 đang bị đứng lại do đánh một cái con boss nó hơi bị khó em nhá. Và đấy là toàn bộ cái video về cái map ẩn phần 2 của tần đồ MC Baqui. Và sẽ còn nhiều những cái phần khác nữa, tại vì nó sẽ còn nhiều những cái chương khác em ạ. Thì anh em hãy nhớ đăng ký kênh, ấn cái chuông thông báo để mà cập nhật những cái video mới nhất về cái tựa game tần đồ MC Baqui. Nếu thấy video của mình có hữu ích đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo. Chúc anh em ăn được toàn bộ những cái quà ẩn trong cái video này nha. Bye bye.